sang trọng, lịch sự, bền bỉ. Đó là những từ để miêu tả chiếc xe Camry. Với chiếc này của em Trường là bản 205Q, có năm sản xuất là 2020. Xe đã lăn bánh được 5.5 vạn km, có ngoại thất màu đen và nội thất màu đen. Một chiếc xe rất là mới luôn anh chị nhá. Lốp theo xe dày bịch và mọi chi tiết của chiếc xe thì còn là nguyên bản, chứ không bị đâm va, không bị ngập nước, và máy móc keo chỉ mọi cái là nguyên bản. Giá thành của chiếc xe để em Trường đang bán với mức giá rất là tốt luôn anh chị nhá. Chỉ 939 triệu cho chiếc xe này, và có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe anh chị nhá. Và mời anh chị hãy tham quan và quan sát từ phần đầu xe, hay là lốp theo xe dày bịch, la răng thì chưa bị chảy xước, và rất là đều xe, với form dáng của chiếc xe vẫn còn là nguyên bản, vì vậy rất là đều và rất là đẹp anh chị nhá. Với chiếc xe, chủ xe đây rất là giữ xe đó, từ keo chỉ hay là cho đến nội thất, mọi cái là còn nguyên bản luôn anh chị nhá. Từ những ni lông chủ xe còn chưa bóc hết đây, hay là bộ ghế da còn rất là mới luôn anh chị nhá. Đó, với bản 205Q thì về option của chiếc xe thì rất là hiện đại và thông minh rồi anh chị nhá. Đó, rất đẹp với thiết kế của đời 2020, và với rất là mới so với nội thất. Chủ xe thì rất là giữ xe luôn anh chị nhá. Chi tiết của chiếc xe về nội thất thì rất là mới luôn ạ. Và cho đến từ trần phẳng, với bản 2.5Q thì đã có cửa sổ trời rồi anh chị nhá. Đó, và những cái bợ tì tay với rất là xịn sò. Và cho đến từ phần hông sau đây, những cái chi tiết của chiếc xe còn rất là mới, và cam kết với anh chị là nguyên zin anh chị nhá. Chưa thay thế mà chưa làm lại một chi tiết nào đâu anh chị nhá. Với bản 2.5Q, 2.5Q là một trong những cái bản đủ, bản cao nhất của Camry rồi anh chị nhá. Cho đến từ phần cốp sau đây, rất là rộng rãi mà còn rất mới. Lốp sơ cua chưa hạ, những đồ theo xe vẫn còn là nguyên bản, mà lốp sơ cua chưa hạ đây anh chị. Đó, rất mới và rất đáng để của anh chị tham khảo anh chị nhá. Lốp theo xe cả 5 quả sơ cua chưa hạ, sơn zin còn đến 90%, và những chi tiết của chiếc xe này còn là siêu siêu mới. Với mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe Camry là rất là ấn tượng anh chị nhá. Chỉ hơn 5 lít cho đường ngoài đô thị thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu vô cùng là hợp lý. Đó, khoang nội thất thì còn siêu siêu mới luôn anh chị nhá. Chủ xe thì rất là giữ xe. Và cho đến từ phần ghế lái của chiếc xe đây, hay là những chi tiết của chiếc xe, vô lăng, đấm số, với lại màn hình ghế da, mọi cái là còn rất là mới luôn anh chị nhá. Đó, km zin của chiếc xe 5.5 vạn, cam kết với anh chị là full lịch sử, bảo dưỡng sửa chữa cho nhà sản xuất anh chị nhá. Mời anh chị đi vào khoang máy để trải nghiệm toàn bộ chiếc xe này. Và nếu như anh chị quan tâm thì anh chị hãy liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ hỗ trợ chi tiết về chiếc xe và có cái mức giá tối ưu nhất cho quý anh chị nhá. Mọi cái là nguyên zin đây anh chị nhá. Đó, máy còn mới cứng luôn ạ. Siêu siêu mới luôn anh chị nhá. Đó, từ cái khoang bô đây còn rất mới đây. Từ thân máy đây còn rất là mới luôn anh chị nhá. Từ những con ốc vẫn còn nguyên 7 màu đây. Nói chung là về chất lượng của chiếc xe thì cam kết với anh chị là chất lượng còn được đến hơn 90%. Và về giá thành của chiếc xe thì rẻ hơn xe mới rất là nhiều anh chị nhá. Rẻ hơn cả mấy trăm triệu rồi, mà chất xe thì chạy 5.5 vạn. Nếu như anh chị quan tâm đến dòng Camry 205Q 2020 thì anh chị hãy liên hệ với em để em sẽ hỗ trợ anh chị nhá.